Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và môi trường đang bị ảnh hưởng ngày càng trầm trọng như hiện nay, phát triển công trình xanh là xu hướng tất yếu và là lựa chọn thông minh cần được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Trên thực tế, công trình xanh không hề là một lĩnh vực xa lạ mà có liên quan mật thiết với mọi người trong xã hội, từ những vấn đề vĩ mô mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng quốc gia, tới những vấn đề gần gũi với bất kỳ ai như kinh tế, văn hóa xã hội, sức khỏe và môi trường. Việc xây dựng các công trình này đang phát triển nhanh chóng, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Bởi vì với vai trò là một người thiết kế, một người kiến trúc sư ấy, thì tôi lo ngại rằng sự phát triển về những công trình xanh là một điều rất là tốt, nhưng cái sự lo ngại ở đây là chất lượng của những công trình xanh đấy có thực sự tốt hay không. Bởi vì tất cả các tiêu chuẩn về công trình xanh ở Việt Nam hiện nay mới được bắt đầu thôi. Và những chuẩn hóa của nó cũng vừa có theo cái 09-2013. Vậy thì để làm được điều này, chúng ta cũng phải đánh giá một cách rất là cẩn thận để cho cái chất lượng công trình xanh nó thực sự là một công trình tốt. Thông qua triển lãm này, lần đầu tiên tại Việt Nam, các kiến thức và thông tin về công trình xanh được trình bày, thể hiện dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ. Triển lãm sẽ giới thiệu gần 20 công trình có yếu tố xanh, bao gồm cả thông tin cụ thể về chi phí đầu tư xây dựng, cùng các thông tin khoa học về các giải pháp xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, được thể hiện một cách trực quan và sinh động. Triển lãm đồng thời còn giới thiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09-2013 của Bộ Xây dựng về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả và các công trình trình diễn cho quy chuẩn trong khuôn khổ hợp tác giữa IFC và Bộ Xây dựng. Tôi cũng rất phấn khởi là được nhận cái sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và đặc biệt là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về xây dựng công trình xanh Việt Nam hỗ trợ cho Bộ xây dựng các cái văn bản quy phạm luật, đặc biệt là các cái văn bản về kỹ thuật để hướng dẫn các cái tổ chức tư vấn và chủ đầu tư thiết kế và xây dựng công trình đảm bảo cái công trình đó là công trình. Bên cạnh đó, diễn đàn Công trình xanh cho tăng trưởng bền vững được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm mang tới cái nhìn đa chiều từ nhiều bên, bao gồm chủ đầu tư công trình, cơ quan chính phủ, đơn vị tư vấn, chuyên gia quốc tế và các cơ quan truyền thông xoay quanh chủ đề về tăng cường hiệu quả truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về công trình hiệu quả năng lượng, công trình xanh tại Việt Nam.